Tính cách đặc trưng người tuổi Mậu Ngọ 1978. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là những người mạnh mẽ, cương trực và dũng cảm. Họ có tinh thần học hỏi cao, thích vượt qua những khó khăn thử thách, có cho mình được nhiều bài học quý giá. Người tuổi này có khả năng làm lãnh đạo, họ uy tín và trách nhiệm cao. Nếu có mục tiêu rõ ràng hoặc được định hướng tốt thì tuổi Mậu Ngọ 1978 thường đạt được thành công sớm. Nhưng nếu bị mất định hướng thì có lẽ thành quả sẽ đến chậm hơn. Người sinh năm 1978 làm việc gì cũng hết mình, sẵn sàng hy sinh mà không cần nhận lại. Họ tốt bụng, phóng khoáng, không so đo tính toán hẹp hòi. Những thứ tiêu cực thì tuổi Mậu Ngọ chỉ để ngoài tai mà thôi. Mệnh ngũ hành, hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Hợp màu, hợp với màu tím, cam, đỏ, hồng, xanh lá cây. Nam cung tốn, hợp với hướng bắc, đông, nam, đông nam. Nữ cung khôn, hợp với hướng đông bắc, tây nam.